Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ đây. Ok, thì sáng giờ bảo trì là mình không vô được game, nhưng mà bây giờ mình đã vô được game rồi đó các bạn. Đây là phần thưởng mà bị bảo trì đó các bạn. Mình sẽ được nhận 20 kim cương, một cái radio cũ với 1.000 tiền với hai cái pháo hoa đó các bạn. Rồi ok, nó còn rất là nhiều cái chức năng mới luôn, nhưng mà mình sẽ thưởng thức từ từ nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình đã có được 30 kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho bằng được cái bộ đồ con thỏ các bạn. Tự nhiên có đầu nhưng mà không có bộ đồ. Bây giờ nó sẽ ra. Rồi ok, vậy là nó sẽ không ra bộ đồ rồi đó các bạn. Nó ra được cái ông mặt hời. Rồi bây giờ thì như tiêu đề thì bây giờ chúng ta sẽ đi lại đằng kia để chơi game nha các bạn. Wow, game này còn hấp dẫn hơn là leo lên cái đỉnh tháp nữa đó các bạn. Nhìn nó rất là mới luôn. Wow, đây là bảng xếp hạng, chưa gì mà cũng có người hạng nhất, nhiều người hạng nhất luôn á. Rồi ok, bây giờ để mình vô game thử nha các bạn. Không biết là vô game được không mà thấy cả đống người ở ngoài đây luôn. Wow, khá là mới luôn các bạn. Rồi mới nhìn cái hình này thôi mà mình đã muốn chơi rồi đó các bạn. Vậy là game này bắt đầu từ 0 đến 0 giờ các bạn, giờ trong game á nha. Vậy mình sẽ đợi. Thì bây giờ mình cũng đã đợi xong rồi. Bây giờ nó đang vô game đó các bạn. Thì mới vô thì mình chưa thấy được hai cái nút điều khiển. Chắc là do là nó bị lắc hay sao á. Để mình thoát ra mình vô lại nha các bạn. Thì ok, sau khi mà mình thoát ra thì mình được hai nút điều khiển rồi các bạn. Thì mới vô thì mình thấy đã nó khá là hấp dẫn luôn á. Vậy là mấy cái trò chơi này, nếu như mà các bạn mà kiểu như là các bạn có bị rớt xuống hay là bị dính vô mấy cái đỏ đỏ đó đó, thì các bạn cũng trở về cái vị trí mà các bạn đứng lên hình mặt cười đó các bạn. Thì trong đây thì có những cái chức năng khá là mới luôn, các bạn cũng có thể tham khảo nha các bạn. Thì lúc đó thì mình được tặng được 3 cái bắt bại. Thì các bạn xài bắt bại thì các bạn đụng vô thì nó sẽ không bị chết nha các bạn. Rồi ok, khá là nhiều, cũng khá là dễ luôn đó các bạn. Sau khi mà các bạn đã qua màn thì các bạn nhớ là đứng lên cái hình mà buồn á các bạn, để cho nó biến thành cái mặt cười, nó chuyển sang màu xanh á. Thì khi mà bạn gớt á thì nó sẽ trở về cái vị trí đó. Thì kiểu như là mình đỡ tốn công hơn là trở về vị trí mà xuất phát từ lúc bắt đầu nha các bạn. Mình thấy cái trò chơi này nó khá là ok và khá là ổn luôn, kiểu như nó hấp dẫn mình chơi đó các bạn. Cái này là nó sẽ tính thời gian không? Kiểu như là mình tới đích bao nhiêu thời gian thì nó ghi lại. Chứ kiểu như nó không có giống như là tháp vô cực là chỉ có 5 phút thôi mà là mình phải leo lên đúng 5 phút, nếu không mà là mình bị thua. Thì cái trò chơi này thì nó tính thời gian mà các bạn leo lên đỉnh thôi, chứ nó không có giới hạn thời gian đó các bạn. Mình thấy cũng khá là hay. Rồi ok, không nói nhiều nữa thì mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình nãy giờ mình chơi được nha các bạn. Rồi ok. Đó, các bạn phải đứng lên cái mặt cười vậy đó, nó mới ok đó các bạn. Ok, thì khúc này thì cũng khá là dễ thôi. Thì mình nghĩ là chắc chắn cái khúc này là ai cũng làm được hết. Còn cái khúc này thì các bạn chỉ cần nhảy lên qua những cái màu đỏ thôi. Nói, các bạn cũng có thể nhảy giống mình. Và lưu ý là nhớ là đứng lên cái mặt xanh nha các bạn. Đó, khúc này thì cũng khá là gần, thì các bạn cũng khá là dễ. Còn cái khúc này thì các bạn chỉ cần việc né từ từ thôi. Còn nếu mà bạn nào né không được thì các bạn có thể phóng to cái màn hình ra để cho nó nhìn góc rộng á các bạn, để cho nó dễ nhìn hơn. Rồi tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần đợi cái khúc màu hồng đi qua là mình nhảy lên thôi. Khúc này thì mình chỉ cho các bạn một cái mẹo là các bạn nhảy chéo như thế này nè. Kiểu đứng xa xa ra mình nhảy chéo nha thì nó sẽ không có bị rơi. Đứng gần mà bị chéo là nó ưa bị hụt lắm các bạn. Tại vì các bạn sẽ lỡ bị lố tay á, lố tay đi lên một phía trước á, cho nên nó sẽ dễ bị gớt. Cái khúc này có mấy cái khẽ thì các bạn chỉ cần kéo màn hình lên để cho nó dễ nhìn, rồi các bạn nhảy qua thì nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể nhảy giống mình. Còn tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần đi qua như thế này thôi, khỏi cần nhảy cũng được. Nếu các bạn nhảy thì cũng được luôn, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên né giống mình để nó đỡ bị dính á các bạn, bị dính mấy cái đỏ. Rồi tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần nhảy qua và né những cái màu đỏ nha các bạn, những cái xoay xoay đó. Rồi tới cái khúc này thì các bạn cứ nhảy thoải ga, bởi vì cái lỗ đó thì nó cũng khá là hẹp thôi các bạn, nó sẽ không làm cho các bạn bị rớt. Hoặc là các bạn sợ quá thì các bạn cũng có thể nhảy. Ok, thì tới cái vòng tròn này các bạn cứ nhảy thoải mái. Các bạn chỉ cần nhảy lên như thế thôi là ok đó các bạn. Rồi tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần ép vô tường rồi nhảy lên, rồi tiến tới như đó đó. Nó nhảy giống mình vậy đó.
Đó, các bạn phải úp mặt vô tường nghe, còn các bạn mà đi tới thì nó sẽ dễ bị rớt lắm. Rồi tới cái khúc này thì kiểu như là cái lỗ nó rất là hẹp, cho nên là các bạn cũng có thể nhảy mà không sợ nó bị rớt. Rồi ok, thì tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần đi qua thôi. Các bạn có thể đi chậm chậm, nếu mà các bạn sợ thì các bạn có thể đi chậm chậm lại, còn nếu như mà không sợ thì mình cứ tiến tới thôi. Rồi ok, tới cái màn xen này nó hơi lắc cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì cái máy của mình thì điện thoại của mình thì nó ít dung lượng lắm, nhưng mà mỗi lần quay thì mình quay rất là nhiều phút, cho nên là nó ưa bị hiện trạng là bị lắc đó các bạn. Cho nên là các bạn thông cảm cho mình cái vụ này nha. Rồi thì tới đây thì các bạn chỉ cần đợi cái cục màu đỏ nó lướt ra ngoài kia thì các bạn nhảy nhanh lên. Rồi thì bây giờ mình nhảy được 25 cái thì nó lại có một cái gương này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mở gương ra để coi mình nhận được cái gì nha các bạn. Thì sau khi mở gương ra thì mình nhận được tiền và ba cái dương miệng đó các bạn, 36 đồng tiền. Rồi ok, thì tới cái khúc này các bạn cũng có thể nhảy qua ba màu, mình thích đi màu tím. Rồi tới cái khúc này thì các bạn nhảy lên cái thanh màu trắng để đi qua cho nó nhanh hơn nha các bạn, khỏi cần mà nhảy liên tục. Rồi tới đây thì các bạn cứ việc nhảy thôi, tại vì ở đây mình cũng không có cái mẹo gì hết trơn đó các bạn. Rồi tới cái khúc này thì các bạn cứ nhảy từ từ thôi, và các bạn sợ quá thì các bạn cứ nhảy chéo giống mình hồi nãy mình chỉ cho các bạn vậy đó, thì nó sẽ dễ ok, nó ok hơn, nó ổn hơn. Rồi tới cái thanh màu trắng này thì nó ưa hiện cái mấy cái màu đỏ này lên, thì các bạn chỉ cần đợi nó lướt xuống là mình phải nhảy qua lên liền. Nó làm như vậy thì nó sẽ không dễ bị vướng mấy cái màu đỏ nha các bạn. Rồi tới cái khúc này là các bạn không được nhảy vào những cái màu xanh, tại vì mình mới vừa chơi luôn đó các bạn, cho nên là mình chưa biết, cho nên mình hồi nãy mình mới nhảy vô. Rồi tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần bắt chớn để có cái khoảng cách đó, để mình cho mình nhảy xa hơn nha các bạn, vừa nhảy vừa tiến tới thì nó sẽ ok hơn. Rồi tới đây thì mình cũng thấy khá là dễ đó các bạn, các bạn chỉ cần tiến tới và nhảy lên thôi là nó sẽ ổn. Rồi khúc này cũng giống như vậy luôn, cái này là mình phải bắt chớn hơi xa nha các bạn. Rồi mình đã nhảy được tới đây thì mình bước qua bên đây thôi. Ok, tới cái khúc này các bạn phải nhảy nhanh và lướt qua bên phía tay trái để cho nó không có bị dính cho mấy cái màu đỏ nha các bạn, mà phải lướt nhanh nha, bởi vì nó hiện rất là mau luôn. Rồi tới cái khúc này thì các bạn chỉ cần bắt chớn và nhảy thôi, hoặc là các bạn có thể nhảy liên tiếp để cho nó dễ hơn nha. Rồi tới đây thì các bạn chỉ cần nhảy qua cái thanh màu vàng, nhảy vào phía giống mình vậy đó, thì nó sẽ không dễ bị té nha các bạn. Còn cái khúc nào mà nhỏ quá thì các bạn chỉ cần cho nó đi lên luôn, khỏi cần nhảy thì nó cũng lên nha các bạn. Đó, mình chỉ cần đi từ từ thôi, tại cái khúc này ưa dễ bị té lắm. Ok, thì tới đây thì nó cũng rất là dễ bị lừa luôn, cho nên là các bạn cần phóng to cái điện thoại ra để cho nó dễ nhìn hơn và nhảy dễ hơn nha các bạn. Đó, ví dụ như là khúc này nè, nó có mấy cái hạt hẹp á, nó ưa dễ bị té, nó các bạn tóc hồng bị té đó các bạn. Cho nên là mình cần phải nhìn xa nhìn rộng ra để mình nhảy dễ hơn nha các bạn. Ok các bạn, thì chắc clip mình cũng đến đây là kết thúc thôi, bởi vì nó quá là dài luôn rồi. Các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký kênh giúp mình nhé.